làm sao để trông mày tiểu tị lắm rồi đấy. Thì đấy, vẫn mấy cái chuyện tình cảm đấy. Vẫn là con đấy, tao bảo mày bỏ đi rồi mà. Mày không nghe tao. Mày, tao bảo mày chia tay đi rồi, mày phải tin tao. Tao đi xem bói nhiều lắm rồi, lời tao nói chỉ có chuẩn thôi. Cái gì đấy? Chuyện tình cảm thằng này. Tình cảm? Yêu đương với ba Vẩn đi mà. Người yêu mới à? Không. Nó sắp chia tay đến nơi rồi. Thế xin lỗi. Bảo đi xem bói nó không nghe. Ơ, đi xem tarot đi. Ừ, xem tarot đi. Nhưng mà xem đâu mà tao lười này, hay là mình đi xem đi, bây giờ tao có chỗ xem chuẩn phết. Ôi lười không? Em có một phương pháp như thế này, anh không cần phải đi đâu hết. Đó. Không cần mất tiền. Xem tarot bằng chiếc máy tính của em. Nào ngồi cái nào để chúng ta cùng nói chuyện nào. Đây. Nó là một trang web xem tarot. Nó mang tên là Tarot with YouTube. Ê, cái này trông tín phết này. Nhưng mà mọi người biết tại sao mà anh chưa bao giờ xem tarot không? Tại vì sao? Em thấy nhá, bản thân sao em không có xem? Vấn đề kiểu gì cũng xem tarot. Chưa bao giờ xem tarot hay là xem bói luôn ấy. Tại vì trước có một lần ấy, là anh đi xem với nhà anh. Rồi anh với anh Ngọc anh đi ra vườn của cái bà thầy bói đấy để tìm chỗ đi đái. Đi đái? Ừ. Nhưng mà không tìm chỗ nào cả. Thế là ông ấy bảo anh là bây giờ tao mày đi đái xuống cái ao cá của bà ấy. Nếu mà bà ấy biết thì lần sau tao mày sẽ đi xem. Còn không thì không bao giờ xem nữa. Tao làm đứa cực kỳ mê tín luôn. Kiểu bói gì tao cũng xem rồi. Bói bài, bói toán, bói tướng, bói tử vi, xem bói hết. Tarot. Ừ. Đấy, xem hết. Hơi mê tín nhưng mà nó hay. Nhưng mà có theo đúng không? Thực ra thì có những cái loại bài mà bói nó chỉ đúng khoảng tầm 80% thôi. Nhưng mà ví dụ như tarot nhá, tao xem thì cảm thấy nó được chữa lành ấy. Nhưng nó đưa ra cho mình một cái lời khuyên gì đấy. Healing. Healing. Anh thấy ba chị ấy xinh không? Xinh. Xinh. Xinh luôn. Mà ấy. Xinh. Anh nhìn vào anh có muốn xem không? Không. Tại sao? Sao? Không xem. Gái xinh như thế này. Ấy nhá, nó có ba cái, một là lớp tình yêu. Wellness là kiểu sức khỏe ấy. Kiểu về tinh thần với sức khỏe ấy. Ừ. Còn fortune là kiểu tiền bạc này, vận mệnh các kiểu ấy. Chúng mình chắc về khả năng tính năng của chúng mình đấy. Nha, cái màu sắc này chị thấy rất là xinh luôn đấy, rất là hợp với mấy bạn trẻ trẻ như mình, Gen Z. Thôi á, bây giờ anh đang có vấn đề về tình yêu đúng không? Bói luôn. Ấn lớp tình yêu luôn. Đấy, chị đang cười một cái. Đấy, trông rất là muốn xem cho anh. Ừ, có các tiếng không? Mấy anh YouTube làm hơi lag em, mấy anh YouTube fake đi nha. Nó còn có cả sắp cho mình nữa này. Có tiếng Việt không? Không có tiếng Việt các bạn ạ, chỉ có tiếng Anh thôi. À, nó có từ skip này, ấn skip cho tiếng Anh. Chuyện này nó hơi dài, cho mình skip đi nhé. Skip đi. Ước gì nói in ngắn hơn một tí và nói về tiếng Việt. Còn nó sắp tiếng Việt. Rồi, đây. Đây là các bài này có đủ 52 lá không? Chẳng gì cứ ca. Đếm đi. Đôi, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 lá bài. Tarot nó là bài để xem về cuộc sống. Chứ không phải là anh như thế này. Không, bây giờ tao phải làm bây giờ chúng ta làm gì? Anh chọn bài. Không, bây giờ phải sáu bài lên. Đúng rồi, 6 lên. Lá nào một lá thôi. Một lá thôi. Đây, khuây lá. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Cái gì đây? Ê, sao bây giờ mới biết cái này? Nhìn giống anh Đức ở phòng edit nha. Ừ. Nhà tao tưởng tượng là cái lá bài nó sẽ kiểu xinh xinh một tí, nhưng mà cái hình kia nó hài hước quá. Nhưng mà tại sao lại như thế nhở? Em thấy trong, em trong đó... em không nghĩ là nó sẽ như thế. Em đây là để xem bài, là để ấy mà. Would you like to discover your soul? Yes, please. Yes. Bây giờ anh sẽ nhập năm sinh của anh. Mình. Cái này hình như là nó sẽ cộng ngày tháng năm sinh của anh vào hay sao ấy. Ừ, xong rồi nó sẽ ra cái lá bài gì đấy. Là chưa biết được. Tháng mấy? Mình chưa biết thằng mấy, mày lại ấn 1, thằng 3. Em nhầm. Ê, cái hình này xinh ghê ấy. 27. Có mặt trăng này, xong rồi mặt trời, xong bướm bướm bay bay. Nó kiểu hình động ấy, em thấy hình động xinh nhưng mà hơi dối mắt. 27 đúng không nhỉ? 27. Ê, tại sao đây là 2004? Nó cộng năm sinh của anh, cộng tháng sinh và cộng ngày sinh. Nó cộng thì bảo luôn thì ta cộng cho không phải nhanh hơn đâu. Ở 2031, số 6. Số 6. Sẽ số 6. 2, cộng 1, cộng 3. 6. Bây giờ nhá, họ bảo là sẽ dùng mặt của anh. Em ấn vào camera nhá. Cho nó. Thế là mày sẽ được in cái mặt mày lên. Đúng. Trên cái card này. Wow. Cười đây. Sầm mắt. Ê nhưng mà trông cười đang đi. Cái này skip. Đây là lớp rồi quá. Skip nhá. Em cũng chả hiểu gì. Không, cho nó chụp ảnh đi đã. Không, nó không chụp được. Em thử rồi nó không chụp được. Đây này, nó sẽ tổng hợp cái thông tin cho mình như này. À. Như vậy á. Ta nó sẽ cho mình tải cái thông điệp của mình về dưới dạng PDF. Wow. Nói chung là mission. Rồi nó sẽ cho mày những cái thông điệp chính ở đây và một chút miêu tả tóm gọn những cái gì mà chị đã nói. Sinh viên chuyển ngữ. Tóm lại là người ta bảo là mày phải tự tin vào cái tình cảm của mày.
Ulysses. Tổng hợp cái thông tin này là thế. Nói chung là tin vào tình cảm của anh. Nếu mày tin vào nó thì mày sẽ là được điều đấy. Tao ngồi từ nãy đến giờ mà. Đây. Thông điệp tao nhận được. Thông điệp của mày chỉ có thế thôi. Thế là xem cái này ấy, mình phải tập trung suy nghĩ về cái câu hỏi của mình. Trong lúc mà mình bói ấy, thì người ta sẽ yêu cầu mày là mày phải suy nghĩ về câu hỏi đấy lúc mà mày sáo bài và bốc bài. Như thế thì nó sẽ ứng dụng được tốt hơn. Chị biết xem tarot rồi à? Không, chị chỉ biết tí về tarot thôi chứ không phải là biết xem. Thôi được rồi. Đó là rồi, tao là đứa cực kỳ tâm linh mà tao xem tất cả các loại bài rồi ấy. Được rồi nhá. Xem tiếp hai cái này. Xem về sức khỏe đi. Ok, xem sức khỏe đi. Tao này mình đi làm nhiều bị hơi đau lưng đấy. Hơi đau lưng, mỏi cối tay tay. Ôi chị này cười một cái nữa này. Thôi được rồi, đủ rồi. Bỏ qua đi. Skip nhá. Nói chung là làm bốc bài. Giọng của mấy chị này rất là cuốn nhưng mà các chị nói nhiều. Nào bây giờ Linh, em hãy nghĩ một câu hỏi cho mình sau em sáo bài vé bốc bài. Em xem á. Đợi đợi em nha. Cái số lá này nó có giống như mấy cái lá lúc nãy không? Không, những cái lá lúc nãy là màu khác. Nhưng mà tổng thể thì những cái lá bài nó vẫn cứ như thế thôi. Cái tên bài ấy. Nó nội dung là nội dung thế, bài vẫn như thế. Vẫn là gì cứ cá thôi, không có gì cả. Gì cứ cá. Cái gì đây? Vãi, sao trông cái này trông nó đỡ hơn hẳn ấy. Cái trông nó cứ sao trông bị quyền lực ấy nhỉ? Cái trông xinh hơn này. Emperor. The emperor is the thôi father figure. Xem cái tập kết thôi. Ôi, thực ra thì chị thấy nếu mà chỉ bốc một lá như này thì cảm thấy nó không vào việc lắm. Bản thân em là người đi xem tarot ấy, em thấy là một cái bài trải bài của em nó phải khoảng 5 đến 6 lá, bốc nhiều lá, 9 lá kết hợp vào với nhau. Thậm chí là kết hợp nhiều loại bài với nhau, bởi vì khi chỉ cần kết hai lá khác nhau vào với nhau thôi ấy, thì nó đã ra cái ý nghĩa khác so với chỉ một lá không thôi rồi. Đây. Đấy, và thế là Linh đã cộng lá bài riêng cho mình, rất là xinh. Thế là mày không tải kia. Chúng mình đã xem được hai loại rồi. Là tình yêu và sức khỏe. Ui. Giọng chị này đi vào lòng người rồi ấy. Được healing luôn đó mọi người, chưa cần xem nha, được healing luôn nha. Này mà nhắm mắt là đi ngủ luôn đấy. Mày là người kinh nghiệm, mày xem cái này cuối đi. Xong rồi xem nốt này. Đây chị xem đi. Cá nhân tao thì chị nói nhiều quá, tao tự skip không? Ui. Lại cái hình gì đấy nó hề nữa. Ê, sao không hiểu luôn ý. Cái web này em đã từng xem rồi. Kiểu em xem rồi. Em check trước rồi ấy. Em không hiểu gì ra, em mới ngồi đây ngồi xem cả mọi người. Nhưng mà nó sẽ kiểu hình nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ không phải hình này. Còn okay. Cái cuối. Hết lượt Linh, đến lượt chị. Rồi. Trong người có gọi là thâm niên. Xem nào. Oh. Đây, bây giờ tao sẽ sáo bài nha. Hôm. Sáo. Sáo lên. Ừ. Rồi, chọn một lá. Ok. Sao tao không biết tại sao mà. Nào, để im để tao nghe em chị nói cái gì. Em mình có thể skip đến. Rồi, tôi sẽ skip đến lúc là mình ra kết quả rồi nhá. Thật ra lúc mà chị xem nhá, chị đang nghĩ đến vấn đề tiền bạc một tí. Nhưng mà người ta lại nói về cái gì đấy mình phải healing hơn. Như kiểu thì sẽ trên không... một cái trang gì đó top nói với em là kiểu hãy nhận thông điệp cởi mở. Kiểu đúng rồi. Ý là nhưng mà vô tình xem mà... Như thông điệp của tao không thể cởi mở được. Đấy là chuyện tình cảm khó nói bạn. Nó bảo tao là hãy tiếp tục duy trì tình cảm. Nhưng mà tao chia tay mẹ rồi. Sau khi mà xem cái tarot ở đây xong thì anh chị kiểu anh là người đầu tiên, lần đầu tiên xem tarot đúng không? Anh nhảy đổi thế nào? Đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trải nghiệm cái bộ môn này. Không, anh đừng như thế. Sao? Đi xem nhiều vào. Đúng. Rất là vui luôn. Đấy, nó là sự khác nhau giữa việc xem tarot mà một kiểu xem tarot kiểu gọi là người ta đã quay lại rồi ấy. Và một cái là mình sẽ xem kiểu người xem trực tiếp xem cho mình và có trải bài thật. Mình sẽ bốc bài thật. Nó sẽ khác. Anh phải hiểu nhá. Xem tarot nó rất tâm linh. Thế nên là phải trong kiểu gian không gian kín kiểu này ra, mình xong rồi có nến này, có khăn trải bài, xong rồi có bộ bài, có đá thanh tẩy các kiểu. Biết đá thanh tẩy để làm gì không? Đá thanh tẩy là để thanh tẩy như cái mày đá thanh tẩy là những cái viên đá nhỏ nhỏ xinh xinh xong màu sắc các kiểu ấy để thanh tẩy bộ bài. Sau khi mà bộ bài đấy đã bói cho rất nhiều người, bộ bài là kiểu nhận những cái năng lượng, cả năng lượng tích cực cả năng lượng tiêu cực ấy, thì mình sẽ thanh tẩy đi để cho bài đấy nó sạch sẽ và mình sẽ bói cho những người mới. Theo tao biết là như vậy nha. Và hình như nghe nói là còn có cả kiểu tắm trăng và những ngày trăng và những cái ngày trăng tròn ý, xong rồi sẽ tắm trăng để cũng để thanh tẩy bộ rửa cho bộ bài đấy nha. Với một vài bạn chị kể lại khi mà người ta xem tarot ý thì biết sao khi mà xem tarot nhiều xong rồi nhận được cái năng lượng tiêu cực của người xem ý thì sẽ khiến bản thân mình nó mệt hơn một chút. Cũng
không hiểu tại sao. Sao thế? Tức là người xem nhá, cái người đọc bài sẽ cảm thấy bị mệt đi và tốn năng lượng. À, tức là bạn mày là người đi xem á? Không, bạn tao là người xem tarot nha. À, người đấy. Thì có chia sẻ là sẽ cảm thấy bị năng lượng bị tiêu hao đi, như là mệt mỏi, xong rồi sẽ phải nghỉ một thời gian, xong rồi mới quay lại xem được tiếp. Mày biết tại sao? Ui. Thậm chí á, nhiều đứa nó không muốn lấy tiền đâu, nhưng mà cũng phải thu một chút phí gì đấy để coi như là tinh thần kiểu đi lên đúng không? Không, không phải là về tinh thần mà kiểu có cái gì đấy trả lại cho bộ bài đấy. Chứ không phải là người ta lấy phí là để kiếm được tiền nhiều tiền. Mặc dù cũng có nhiều người xem tarot để mục đích kiếm tiền thật, nhưng mà một số người chỉ để phí nó tùy tâm thôi, là để có một cái gì đấy trả lại bộ bài. Mình với cương vị là một người hay đi xem tarot thì kiểu thấy nó là một cái gì đấy nửa tin nửa không ấy. Nhiều khi ấy, em xem ở đây em thấy nó cứ bị vô thưởng vô phạt ấy. Nhưng mà đi xem tarot thật nhá, thì kiểu em bị bất ngờ ấy, bởi vì là có những cái vấn đề mà kiểu không hiểu tại sao bằng một cách nào đấy họ biết được vấn đề của mình. Người ta nói đúng đúng không? Ừ, người ta kiểu chạm đúng vấn đề của mình ấy. Nhưng thật ra chị thấy là cũng có một số bạn xem tarot thì bảo là người ta chỉ tin vào những cái gì mà người ta muốn tin thôi ấy. Tức là khi mình xem tarot xong rồi người ta sẽ đưa cho mình những cái thông điệp, xong rồi có những thông điệp nào đấy mà mình muốn đón nhận nó thì mình sẽ đón nhận, còn một số thông điệp nào đấy mà mình cảm thấy nó không phù hợp với mình hay là mình không muốn nó xảy ra, tức là thì mình sẽ bỏ qua rồi ra khỏi đầu. Tóm lại là nó sẽ phụ thuộc nhiều vào niềm tin của mình nữa. Tức là nó sẽ dựa vào những cái gì mình tin đúng không? Đúng. Mà lần nào bói ra chia tay đúng không? Thì thôi, không bói nữa. Đúng không? Thôi đừng bói nữa, đừng bói nữa. Có một anh Long sinh năm 2K thi thoảng hay chơi ở đây. Hy vọng là anh Long sẽ nhận được thông điệp này. Cắt. Nhưng mà kiểu hai lần mình đi xem, hai lần, một lần đầu tiên lúc mà mới yêu và một lần gần đây nhất, kiểu cãi nhau rất là to ấy. Mình xem thì cả hai lần đấy kiểu họ bảo mình là không nên tiếp tục, nhưng mà kệ thôi, cứ yêu thôi. Mấy năm, 3 năm. Nhầm 3 năm rồi. Tóm lại thì xem tarot nó sẽ là một cách gì đấy để mình hiểu hơn một chút, nó hiểu hơn vấn đề của mình và mình giải tỏa tâm trạng được. Hiểu hơn là mình đang chia tay. Không bị đâu đấy. Thông điệp vũ trụ là các bạn phải săn Shopee ngay bây giờ đi. Đấy, tóm lại là khi mình nghĩ là khi mà các bạn muốn xem tarot ấy, là cái lúc mà tâm của các bạn kiểu nó vững nhất, nó không bị kiểu xô lệch với bất cứ bên nào cả. Nhất là kiểu đừng có nghe tarot reader nói kiểu bị tin quá ấy. Đừng tin quá, mình phải suy nghĩ, mình phải chọn lọc những cái thông tin mà người ta đưa ra cho mình. Và mình còn kiểu link với cả cuộc sống của mình nữa ấy, chứ đừng kiểu tin 100%. Tóm lại là không mê tín quá nha. Vậy nha, subscribe, like và chia sẻ video này cũng chúng ta sẽ được xem anh này đi xem tarot. Video sau sẽ là dẫn thằng này đi xem tarot. Đúng. Video sau nếu như 10.000 view của cái video này, mình sẽ người dẫn anh này đi xem tarot. Ok à? Đúng mà. Đúng. Xem đi, xem hay đi mà. Xem đi hay cực. Cuốn ấy, xem lần một thế này, không bao giờ. Xem ở chỗ người yêu của một anh nhân viên trong văn phòng này. Ta đã bảo rồi, sao mà kia. And yes, you are not clicking on the wrong channels. Welcome back to Vetverse Studio. My name is Nam. And today we're gonna fuck you up. Thế nó hết rồi.